Bí quyết để nhà cửa luôn khô ráo khi trời nồm ẩm. Thời tiết nồm, mưa phùn khiến nhà cửa lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt, có mùi hôi, gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của gia đình bạn. Tuy nhiên, chỉ bằng những mẹo đơn giản mà không kém phần hiệu quả, bạn sẽ có cách thức để đối phó với trời nồm thật dễ dàng. Thứ nhất, luôn đóng kín cửa. Trong thời tiết nồm, sàn nhà ướt nhẹp cộng thêm không khí bí bách khiến nhiều người có xu hướng mở cửa sổ lẫn cửa chính để đón gió nhằm giúp nhà thoáng và nhanh khô hơn. Nhưng thực chất đây là một sai lầm tai hại. Những cơn gió mang độ ẩm cao thổi vào nhà chỉ khiến nơi ở của bạn thêm ẩm ướt. Tốt nhất, bạn nên hạn chế mở cửa, đồng thời tìm cách bịt các lỗ hổng trong nhà, hạn chế tối đa sự trao đổi khí ẩm để hạn chế hiện tượng đổ mồ hôi của nền nhà. Thứ hai, lau nhà bằng rẻ khô. Để đối phó với trời nồm ẩm, nhiều người liên tục lau dọn với mong muốn nhà được khô ráo sạch sẽ. Nhưng nếu sử dụng rẻ lau ướt, ngôi nhà của bạn không những không sạch mà chỉ càng trở nên ẩm ướt, khó chịu hơn. Nếu bắt buộc phải lau nhà, cách tốt nhất lúc này là hãy dùng rẻ khô hoặc các loại khăn có độ xốp cao để lau nước đọng lại. Thứ ba, bật điều hòa ở chế độ khô. Việc bật quạt để hong khô nhà cửa từ trước đến nay vẫn là một phương án hữu hiệu, nhưng trên thực tế có đồ dùng có thể thực hiện mục đích này một cách tối ưu hơn, đó chính là điều hòa nhiệt độ. Nếu nhà bạn có điều hòa hai chiều, hãy bật chế độ khô, điều hòa sẽ hút hết hơi nước trong môi trường, giúp lưu thông không khí, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên, đặc biệt là trong những gia đình có trẻ nhỏ. Thứ tư, sử dụng các vật liệu hút ẩm. Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại máy hút ẩm xuất hiện, đa dạng cả về nguồn gốc lẫn mẫu mã. Nếu có điều kiện, đừng ngần ngại mua loại máy này về sử dụng, bởi chúng sẽ là trợ thủ đắc lực trong những ngày nồm ẩm, giúp ngôi nhà của bạn được khô thoáng, sạch sẽ. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy nhiều vật liệu hút ẩm khác nhau như than, vôi, báo cũ hay khăn khô. Các vật liệu này đều có giá thành không cao mà lại dễ sử dụng. Bạn có thể để một chậu than củi nhỏ trong phòng dưới gầm ghế để hỗ trợ hút ẩm. Lưu ý, chỉ để than củi khô, tuyệt đối không đốt. Với những khu vực sử dụng chung tại ngôi nhà như cửa ra vào, cửa nhà tắm, bên cạnh thảm lau, bạn có thể đặt thêm vài tờ báo để hỗ trợ hút ẩm trong thời gian ngắn. Đây là cách hay bởi không phải nhà nào cũng có đủ thảm chùi thay thế trong những ngày nồm ẩm kéo dài. Thứ năm, chống mốc và khử khuẩn cho đồ dùng bằng nước nóng. Những đồ dùng gia đình như đũa, muôi bằng tre, gỗ rất dễ bị mốc trong những ngày ẩm. Nếu không biết khử khuẩn đúng cách, những đồ dùng này có thể gây hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Sau khi rửa bát đĩa, bạn hãy dùng nước nóng trắng lại lần cuối, phơi ráo hoặc xếp có khoảng cách để đồ dùng được khô, ráo, đảm bảo vệ sinh. Chúng ta đều biết nước nóng bốc hơi nhanh hơn, từ đó rút ngắn khoảng thời gian làm khô bát đĩa. Nếu nhà có máy sấy bát đĩa, đừng quên sử dụng chúng. Thứ sáu, bảo quản đồ điện tử. Những thiết bị điện trong nhà nếu bị nhiễm ẩm sẽ mau chóng bị hư hỏng. Vì vậy, hãy bật các thiết bị điện tử để chúng ở chế độ chờ để hạn chế ảnh hưởng của hơi nước đến những món đồ như TV, đầu đĩa, máy tính. Đối với những đồ điện tử trong gia đình, không nên kê thiết bị sát tường để tránh hiện tượng giò điện rất nguy hiểm. Đồ điện nên được kê cao hơn sàn và cách tường khoảng 15 cm. Những đồ điện tử dễ bị tác động do hơi ẩm như máy ảnh, ống kính cần được bảo quản trong hộp chuyên dụng có răng cưa hoặc bảo quản trong hộp thường có túi hút ẩm bên trong. Nếu đồ điện bị trục trặc nghi do ẩm, có thể dùng máy sấy khô để làm khô ngay lập tức. Thứ bảy, sử dụng tinh dầu thơm để tránh mùi hôi do trời nồm. Bạn có thể sử dụng tinh dầu thơm để ở góc nhà, nên dùng các mùi nhẹ như lavender, chanh để ngôi nhà có mùi thơm dễ chịu nhất. Bạn cũng có thể thắp nến thơm ở giữa phòng khách, nến cháy sẽ hút hết mùi hôi, ẩm mốc và cả mùi khói thuốc lá ở trong phòng.